Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại kênh của mình nha. Thì mình có cập nhật giá điện thoại bên hệ thống Cellphone S. Hệ thống Cellphone S thì có bán rất là nhiều dòng sản phẩm từ máy mới đến máy cũ. Thì hôm bữa mình có cập nhật những sản phẩm máy mới rồi, máy mới đập hộp nha. Thì hôm nay mình sẽ ghé đây mình cập nhật coi bên Cellphone có bán những dòng sản phẩm lay new, sản phẩm máy cũ thì giá cả như thế nào nha. Thì hôm nay mình sẽ đến Cellphone cập nhật giá điện thoại máy cũ đã qua sử dụng, hàng lay new cho các bạn nha. Tháng 1. Ok, hôm nay mình ghé quay thì tại Cellphone rất là đông khách nha các bạn. Cellphone là một trong những cái hệ thống chuỗi cửa hàng bán điện thoại cũng lớn số má trên Việt Nam nha các bạn. Bên cạnh Thế Giới Di Động cũng như FPT thì Cellphone cũng là một sự lựa chọn khá là hoàn hảo các bạn. Những bạn nào muốn mua điện thoại hàng lay new nha, hàng máy cũ đó. Ok, hôm nay mình sẽ ghé đây cập nhật giá các bạn. Đây, hiện tại khách đang coi hàng máy cũ rồi các bạn. iPhone nha. iPhone bên Cellphone, hàng cũ thì có con iPhone SE nè các bạn. iPhone SE 32GB giá là 2,7 triệu nha. iPhone 6S 64GB giá là 3,9 triệu. iPhone 8 64GB giá là 7,5 triệu nè. 7 LED là 8,2 triệu. 7 LED màu đỏ là 8,4 triệu, mắc hơn 200 nha các bạn. Hai con mà mắc hơn 200 á, khác với nhau cái màu thôi. Apple iPad mini 5 Wi-Fi giá 8,5 triệu. Các bạn thấy hàng vẫn còn mới luôn nha, còn mới can xà beng luôn á. Mình nhìn thấy ở ngoài thì không có, nói chung là chỉ chày nhẹ nhẹ ít ít thôi, chứ mình thấy vẫn còn mới lắm luôn á. XS Max 256GB giá 18 triệu nè. Hai con màu vàng màu đen bằng giá nhau. iPhone X 256GB xám cũ chạy xước giá 12,1 triệu. XR màu đỏ giá là 11,5 triệu. XR màu đen 64GB 11,5 triệu. XR màu vàng 64GB 11,5 triệu. iPhone 8 LED 256GB giá là 10,5 triệu. Bên cạnh những cái dòng sản phẩm Apple cao cấp iPhone đó, thì hàng lay new, hàng cũ bên Cellphone còn bán thêm một số dòng sản phẩm như là con Redmi 7A nè các bạn. Redmi 7A hàng đã kích hoạt giá là 1,790,000. Realme 5 Pro giá là 4,690,000 nha các bạn. 4,690,000. Redmi Note 8 Pro các bạn, giá là 4,690,000. Wow, Note 8 Pro với Realme 5 Pro bằng giá nhau nè. 4,690,000. Galaxy A80 nữa các bạn, giá 8,790,000. Con này máy mới là tới 12 triệu mấy lần đó. Galaxy Note 10 LED giá là 16,290,000. 5 Pro. Có con Pocophone nè, Pocophone giá là 4,500,000. Realme 3 giá là 3,390,000. Realme C2 giá là 2,290,000. Hàng đã kích hoạt. Hàng lay new, hàng đã kích hoạt là hàng mà mình thu lại của khách đó nha các bạn. Thì những cái hàng này nếu các bạn kiểm tra còn thời hạn bảo hành 9 tháng của hãng, ví dụ như bảo hành còn 8 tháng thì Cellphone sẽ bảo hành cho các bạn đủ 1 năm, là sẽ bảo hành thêm 4 tháng nữa. Nói chung là hãng bảo hành còn bao nhiêu thì Cellphone sẽ bảo hành tiếp tục cho các bạn. Khi nào mà hết 12 tháng thì thôi, nghĩa là Cellphone sẽ bảo hành 12 tháng cho các bạn đó. Thêm đó thì các bạn có thể mua thêm những cái gói bảo hành mở rộng tại Cellphone. Đây, mình sẽ cho các bạn coi. Áp dụng cho máy mới và máy đã kích hoạt các bạn. Hàng lay new thì bên đây vẫn áp dụng chương trình là đổi thu gì trong 30 ngày đầu tiên, thì nếu bị lỗi sẽ một đổi một nha các bạn.
hàng Lanier 1 đổi 1 trong vòng 1 tháng và sẽ bảo hành cho các bạn tại Cellphone là 1 năm nha. Cellphone bảo hành 1 năm và 1 đổi 1 trong vòng 1 tháng. Để y chang máy mới luôn rồi đúng không các bạn? Giá còn rẻ hơn nữa. Nếu các bạn muốn mua thêm gói bảo hành mở rộng thì đây mình sẽ cho các bạn coi thêm. Lợi ích của các sản phẩm bảo hành mở rộng là trong năm đầu tiên kể từ khi mua hàng, máy được sạc bảo hành các tai nạn rơi vỡ rơi nước với mức miễn phí thường cho mỗi trường hợp, bảo hành là 15%. Nếu các bạn mua gói S24+ là bảo hành mở rộng dành cho điện thoại, máy tính bảng, sau khi hết hạn bảo hành từ hãng, sản phẩm sẽ được tiếp tục bảo hành các hỏng hóc phát sinh từ phía nhà sản xuất. Và đây là các gói bảo hành các bạn có thể tham khảo nha. Ok, cảm ơn các bạn đã coi video mình nha. Mình vừa đến hệ thống Cellphone giới thiệu các bạn cũng như là cập nhật giá những cái hàng Lanier đã qua sử dụng tại Cellphone tháng 1/2020 nha. Chính sách bảo hành máy mới ok, tốt, chất lượng. Hãy đến Cellphone 56/2 Nguyễn Thủ, phường Trung Mỹ Tây, quận 12 để trải nghiệm và lựa chọn nhé. Đông lắm luôn, nãy giờ mình quay mình phải chen lấn, mình chui rút vô đó. Khách hàng rất là quan tâm đến những sản phẩm Lanier tại Cellphone nha các bạn, bán rất là ok. Đứng đây quay xíu em Samsung ấy. Quay em Samsung cho nó nhiều view. Quay em Samsung cho nó nhiều view các bạn. Ok, tại vì các bạn nhớ lại đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chúc các bạn năm mới vui vẻ. Yeah, 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 yeah. Samsung ơi.